Gala Trend Vision là cuộc thi thiết kế tóc được tổ chức hàng năm bởi thương hiệu Gala toàn cầu. Cuộc thi thu hút sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia sẽ có tối đa 2 đội thi cho hạng mục Color và Creative cho 2 nhà tạo mẫu tóc đoạt giải cao nhất từ cuộc thi Trend Vision trong nước. Chung kết cuộc thi Gala Trend Vision quốc tế được tổ chức luân phiên tại thủ đô hoặc tại các thành phố lớn của các nước tham dự. Năm nay, cuộc thi Gala Trend Vision 2017 sẽ diễn ra tại London vào tháng 10. Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện London Fashion Week 2017, cũng là sự kiện thời trang được mong chờ nhất thế giới. Năm 2016, nhà tạo mẫu tóc Phạm Huy Việt, thí sinh đạt giải vàng hạng mục Creative Vision, là thí sinh đầu tiên của Việt Nam tham dự tranh tài tại cuộc thi Trend Vision được tổ chức tại Barcelona. Các màn trình diễn xuất sắc của gần 100 đội thi đến từ hơn 50 quốc gia đã tạo ra một đêm thi đẳng cấp. Tại đây, nhà tạo mẫu tóc Huy Việt đã có cơ hội giao lưu trực tiếp với các chuyên gia tóc và thời trang hàng đầu thế giới. Hồi nãy thì có trình chiếu những cái show trở lại cái để cho mọi người cùng xem đó, nhưng mà nó cũng không lột tả hết được cái cảm xúc đâu. Mình thấy cái quy mô cũng như là cái sự đầu tư của họ rất là đẳng cấp và rất là chuyên nghiệp, và thật sự cái cuộc thi này đáng để mình đầu tư và đáng để chúng ta dốc sức để bước vào trong cuộc thi này. Năm 2017, công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái, đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu Wella tại Việt Nam, phối hợp với tạp chí tóc High World tổ chức vòng thi Trend Vision quốc gia nhằm chọn ra những thí sinh xuất sắc của Việt Nam tham dự Wella Trend Vision London 2017. Đây là một cuộc thi mở và muốn đem đến cơ hội cho tất cả các thí sinh, các nhà tạo mẫu Việt Nam, đặc biệt là những nhà tạo mẫu mà họ có một cái mong muốn hội nhập quốc tế và sẵn sàng là đi ra biển lớn chinh phục các cái đấu trường quốc tế và không giới hạn các thí sinh. Và chúng tôi mong muốn là đây là một cái góp phần là đem cái cơ hội khẳng định tài năng và tên tuổi của các nhà tạo mẫu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tôi nghĩ là với rất là nhiều ngành nghề khác thì những người Việt Nam của chúng ta là với cái bản chất của chúng ta không chỉ là cần cù mà là những cái nghệ nhân rất là khéo tay. Nên nghề như là những cái nghề đòi hỏi cái tính thẩm mỹ cao mà tỉ mỉ như là nghề tóc thì Việt Nam hoàn toàn có thể là chúng ta có thể là sánh vai với lại các nước trên thế giới, thậm chí chúng ta còn mang đến cho họ những cái nhìn mới. Buổi họp báo phát động cuộc thi có sự tham dự của rất nhiều nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng cùng các nhà tạo mẫu tóc trẻ. Tại đây, những thắc mắc về thể lệ cuộc thi, cách tham dự, những trăn trở băn khoăn trong quá trình dự thi cũng như hỗ trợ của hãng Wella tại mỗi vòng thi cho các thí sinh đều được ban tổ chức giải đáp chi tiết. Tôi nghĩ rằng với những cái kinh nghiệm của mình thì tôi ít nhiều giúp đỡ được các bạn thí sinh trong kỳ thi sắp tới. Tại buổi họp báo, rất nhiều thí sinh đã đăng ký dự thi trực tiếp. Ngoài ra, phần lớn các thí sinh chọn đăng ký online qua trang web của cuộc thi. Đã có hơn 200 bài dự thi ở hai hạng mục Color Vision, hạng mục sắc màu, và Creative Vision, hạng mục sáng tạo. Lần này tôi tham gia cuộc thi với mục đích được học hỏi kinh nghiệm. Thứ nhất là sẽ muốn được va chạm với tất cả những cái thí sinh và những người có kinh nghiệm ở trong nghề lâu năm rồi. Mười hai nhà tạo mẫu tóc xuất sắc nhất của hạng mục tại vòng thi Trend Vision quốc gia đã được lựa chọn. Và mục Color Vision, 6 nhà tạo mẫu gồm nhà tạo mẫu Phạm Văn Cường, Lê Thanh Tuấn, nhà tạo mẫu Phan Hoàng Tiến, Phạm Văn Thưởng, Đỗ Mạnh Tường và nhà tạo mẫu Leslie Đỗ. Còn hạng mục Creative Vision có 6 nhà tạo mẫu Nguyễn Đại Dương, nhà tạo mẫu Nguyễn Dương Tùng, Phạm Huy Việt, nhà tạo mẫu Đỗ Thủy Dương, Trần Mai Lan và nhà tạo mẫu Nguyễn Văn Anh. Đêm chung kết đấu loại trực tiếp sẽ tìm ra những thí sinh tham dự Gala Trend Vision London 2017 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2017.